một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng. Ngày 14 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, hôm qua tổng thống Donald Trump đã bị hạ viện luận tội. Với số phiếu là 232 phiếu thuận và 197 phiếu không thuận. Nhưng có một câu chuyện khác, tổng thống Trump có thể bị truy tố. Đó là cái cú điện thoại mà tổng thống Trump gọi vào ngày 23 tháng 12. Không phải là cú điện thoại mà Tổng thống Trump đã gọi cho ông Bộ trưởng Bộ Văn Khố của Georgia là ông Brad Raffensperger, mà là cú điện thoại ông gọi đến cái người công tố viên ở Georgia để làm áp lực cái vấn đề mà gọi là kiếm phiếu cho ông. Theo tờ Washington Post là họ đã nhận đầy đủ những cái cú điện thoại đó rồi họ có đủ băng nhưng mà giờ phút này họ chưa đưa ra thì tổng thống trump gọi cho một người mà bây giờ họ giấu tên mà nói rằng là cái người điều tra đó là phải find the fraud tức là tìm cái sự gian lận đi để mà giúp cho tổng thống trump đắc cử ở tại <laughs> ở tại Georgia. Và theo đài CNBC, ông Thứ trưởng Bộ Văn Khố của Georgia là ông Jordan Fudge. Jordan Fudge, ông cho biết rằng là chúng tôi có thể chứng nhận cái sự kiện đó của Washington Post nói là đúng cái câu chuyện của Washington Post nói là đúng. Đó là lời của ông Thứ trưởng Bộ Văn Khố của Georgia là ông Jordan Fulch. Ông đã xác nhận cái chuyện đó có. Họ không có đưa ra danh tính cái người mà gọi là điều tra viên về vấn đề đó, điều bầu cử, mà là họ chỉ nói rằng là vì tránh cái chuyện mà gọi là bị harass, tức là bị làm phiền, quấy rối, nên là chỉ cho biết rằng là có cái tình cảnh đó là tổng thống trump có gọi đến cái người điều tra viên đó và làm áp lực tìm bằng một cách là phải có phiếu cho tổng thống trump. vâng. Yeah. vậy như vậy đã trên phương diện về pháp lý thưa quý vị thì tổng thống trump có thể bị truy tố về cái tội là obstruction of justice. tổng thống trump kêu gọi là nói rằng là gian lận bầu cử, gian lận bầu cử nhưng mà cái chính cái hành động này của tổng thống donald trump là hành động đòi gian lận bầu cử. Nó rõ ràng là như vậy. Áp lực với các nhân viên. Ông Bộ trưởng Bộ Văn Khố là Brad Sperger mà còn làm áp lực dữ dội thì huống chi những cái nhân viên này. À, đó là một cái sự thật khác về Tổng thống Trump mà được lòi ra thưa quý vị. Một sự thật khác về Tổng thống Trump mà được lòi ra. À, thật ra đó là Tổng thống Trump trước đây được rất nhiều người yêu mến. Nhưng qua cuộc bầu cử này, Tổng thống Trump đã để lại sự thất vọng của rất nhiều người. Rất buồn thôi quý vị. Ngoài chuyện gần là kêu gọi biểu tình đã đưa đến cái cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng 1, lại còn những cái chuyện áp lực đằng trong kiếm phiếu cho Tổng thống Donald Trump. nhiều người như bản thân tôi không thể tưởng tượng được tôi xin chia sẻ với quý vị câu chuyện đó và góc nhìn của tôi là tôi không có ủng hộ cái việc làm mà làm áp lực như vậy của một vị tổng thống những chuyện mà gọi điện thoại dưới xuống dưới các nhân viên cấp dưới đó, tổng thống trump không nên làm không nên gọi trực tiếp nếu có nghi ngờ gì thì tổng thống trump nên nhờ bộ trưởng bộ tư pháp hoặc là ông chánh văn phòng gọi điện thoại yêu cầu tìm điều tra nhưng đây chính tổng thống trump lại hành xử một cách rất là lạ lùng và tự mình gọi điện thoại xuống yêu cầu những người điều tra viên hay là công tố viên phải tìm phiếu cho tổng thống trump đó là một điều phi vi phạm luật pháp thưa quý vị đó là một điều vi phạm luật pháp rõ ràng trước đây tôi ủng hộ tổng thống trump hết mình nhưng mà cách làm này của tổng thống Trump tôi không đồng ý. Cách làm này của tổng thống Trump tôi không đồng ý. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi ngày 14 tháng 1 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.